Phi Nga trong vai Hương Trà, Quý Bình và Minh Luân trong vai Hoàng, Tấn Hoàng trong vai người cha, Kiều Anh trong vai bà chủ phòng trà, Khả Như trong vai cô đào hát. Và bây giờ vở nhạc kịch Tình Đời xin được phép bắt đầu. Đêm đêm phòng trà dẫn tiễn hát cho người người, bỏ tiền mua vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa, làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa anh đẹp, có anh đưa em về bên mình. Khi biết em mang kiếp cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Vui cả. Anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Không được đâu anh, ở đây đông người quá, như vậy không có tốt. Đông người thì đã sao chứ, ở đây ai cũng biết là anh yêu em. Anh yêu em thật lòng mà. Tình yêu của chúng mình không như anh nghĩ đâu. Dạ lại, thành kiến khắt khe của gia đình anh, nhìn về cái nghề hát sướng của em không được tốt lắm. Không, không có chuyện đó đâu Trà. Anh sẽ vượt qua tất cả những định kiến, những lễ giáo gia phong để được đến gần em hơn. Cho anh một cơ hội đi Trà. Không được đâu anh. Anh muốn được chăm sóc cho em suốt cuộc đời này. Không được đâu. Anh xin em mà. Anh Trà. Được. Anh đi về đi. Trà. 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 Trời đất ơi, ai, ai làm cho em khóc vậy? Em nói đi, chị sẽ cho cả gia đình nó không còn nước để tắm. Đứa nào, đứa nào? Tại sao? Tại sao? Em đâu biết, mới ra mà. Tại sao lúc nào em cũng từ chối tôi? Đâu có bao giờ anh ngỏ lời muốn em đâu mà em từ chối. Trời ơi là trời. Tại sao đêm nào tôi tới đây em cũng từ chối tôi vậy? Trời ơi, sao lại cứ đổ tại anh? Sao
Tại sao? Ôi trời, tôi chết đau chết luôn rồi. Trời ơi, chết luôn. Cái bàn này nó bằng gỗ chứ không phải là bằng giấy đâu, đau lắm đó. Tôi biết rồi. Cái gì đây? Dạ. Giỡn mặt với tôi hả? Dạ đâu có đâu anh, có giỡn miếng nào đâu. Đi chỗ khác nha. Hả? Tôi chỉ muốn trà. Thì trà nè. Tôi chỉ muốn có trà. Trà, trà, trà thôi, cô hiểu không? Hả? Tôi biết, biết. Ủa vậy? Họ thấy trai đẹp là liễu theo à. Anh ơi, tôi biết rồi. Đời anh á là chỉ có trà hoa, hoa út thôi à. Em cũng là trà, mà sao anh cứ đuổi em hoài vậy? Trời ơi, em cũng là trà móc câu chứ bộ. Bây giờ đứng đó nói hoài phải không? Không. Đi chưa? Cũng phải cho tâm sự chứ. Tôi biết rồi, tại vì tôi có tuổi chút, tôi biết tôi cũng tuổi chứ. Nhưng mà xin lỗi à, anh chịu khó đi. Anh chịu khó quay ngược đi. Ngược thời gian trở về quá khứ, chắc chắn là anh sẽ chạnh lòng. Trà, con trà giảm cơm người ta kêu kìa. Phải má sao? Cái gì mà rần rần rộ rộ vậy má? Cô nói chuyện má nhẹ cho xíu được, hay là cô đang chửi tôi? Dạ má. Đó, thấy không? Thế nên nhấn lòng. Dạ má. Chứ sao phải gọi má bằng cái gì? Cả cái quận này ai cũng gọi má là má mì hết, thì có phải gọi là má chứ. Đó là xưa rồi, bây giờ mình đổi mới đi. Không có kêu má mì nữa. Chứ gọi là gì? Chị mì. Ồn quá. Rồi cuối cùng chị gọi em ra đây làm gì? Có chuyện. Em tính không được. Chị nhờ giả em. Chị muốn á, em qua đó thế đi. Bây giờ con trà kia nó khóc sướt mướt nó đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trà. Dạ không. Không tiếp anh này. Tao không có thích. Em không có quyền chọn lựa. Đúng rồi, vấn đề nằm ở chỗ đó là ảnh không có thích em. Chị hiểu không? Biết lý do đâu mà không thích em. Mới có bước qua tới đây chưa gặp mặt em mà sao người ta biết có thích không thích. Vậy mới qua đó người ta có thể làm thích. Được rồi, bây giờ em sẽ chứng minh cho chị coi. Đi đi. Cái qua à. Anh ơi. Trời đất ơi, tôi đi bình thường, tôi đi chi giống cái biểu đồ đo tim vậy trời. Đó, người ta có nói gì đâu. Đi chỗ khác. Đó. Đó, chị thấy không, chị thấy em nói đúng không? Chị bao nhiêu lần rồi. Chị xin lỗi, anh này cá tính của em ơi. Chửi mà cũng theo, coi như là giai điệu nữa. Giai điệu gì? Bolero. Đi chỗ khác. Trời ơi, chị thấy lạnh xương sống quá. Em nói chị nghe là cái nhục của em nó thấm đẫm trong người em từ ngày này qua ngày kia rồi. Ca này khó lắm không được đâu. Chị biết rồi, chị biết bây giờ nhục lắm. Mà nói nghe thôi, ráng đi cưng. Bây giờ hôm nay ế quá rồi, em kiếm chút xíu tiền thôi. Chị mua mặt nạ chị đeo vô cho em, không cần băng lưới nữa. Chết rồi, ý chị nói là ngay từ giờ phút này là em phải đeo mặt nạ suốt cuộc đời này luôn á hả? Không, chỉ riêng những khứa này thôi. Còn mấy khứa kia em không cần mang. Tại vì ai vô đây cũng mang hết rồi, sợ vợ nó đi theo quánh á. Quỷ sứ. Chị thâm niên rồi mà em. Em hiểu nghe rồi. Nói nghe nè. Chị đi vô em đi tiếp khách giùm chị nghe. Chị cặp. Đi lẹ đi chị ơi. Chạy đi chị ơi. Làm sao cái nết này như con cá chặt bị đập đầu á. Tại sao lại từ chối tôi? Anh à, hôm nay em sẽ tri tử cùng anh. Tri tử gì? À, anh không hiểu hả? Hôm nay em sẽ đối ẩm thực cùng anh. Anh à, trà nè. Hương trà. Không phải hương, em là bả. Hương. Bả trà. Hương trà. Ok, em là hương trà. Hương trà của anh. Dạ. Trà ơi. Ơi. Em có biết là em đẹp lắm không? Em biết, cái này ai cũng công nhận như vậy mà. Em có biết là em hát hay lắm không? À, cái này thì em mới biết. Dạ, em có biết là sao em có biết là đêm nào anh cũng đến đây để được nhìn em. Để được nghe em hát. Và rồi đêm về
anh lại mơ thấy em. Anh mơ thấy em hả? Anh mơ sao nè? Anh mơ gặp em từ buổi xem nhạc, dòng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lặng anh thấy sao nào nào, vừa như giấc mơ vương nào. Từ khi gặp anh lòng em thầm nghe vấn thương, từ sau ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không may, để anh nhớ thương ngày đêm. Gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay, xin em chớ vội lấy chồng như người ta hát diêu bông, như người ta trách lá diêu bông. Chờ anh chờ đến bao giờ đành nuốt mối thương từ đâu, thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếp sau ta gặp nhau, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Đành ngóng mối tương từ đâu, thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Cái gì mà hẹn tới kiếp sau, em chỉ cần kiếp này, đêm nay thôi là đủ rồi. À, cái này là em nói đó nha. Em thề. Hương Trà. Không phải Trà. Sao vậy? Sao thấy đi ra mà coi con bà nè. À, tôi biết rồi. Có chuyện gì đó, hình như mới té nè hả? Nghĩ sao vậy? Bao nhiêu lần rồi đã nói là không tiếp được mà. Trời đất ơi, thôi đừng có xạo quá, từ giờ tôi có bắt tiếp ai đâu. Ví dụ thời gian trước á, thằng Hoàng nó còn Hoàng dẹp. Nhỏ này nó giống như con cá chạch bị đập đầu, nhảy mình đập thấy gốm vậy à. Cái gì? Thì báo cho em biết, cậu Hoàng đã bỏ một số tiền không nhỏ và đã chuộc con Trà Hoa Út ra khỏi nơi này rồi đó. Như vậy có nghĩa là nước không thể có hai vua, đất vũ trường này không thể có hai con Trà. Hai con Trà là hai con gì? Là hai con Trà quyền Trà đó chị. Bây giờ không có con Trà ở đây thì nghiễm nhiên sao? Em sẽ lên ngôi nhiếp chánh cung hoàng hậu. Trời ơi, chúc mừng em. Kể từ ngày em lên nhiếp chánh cung hoàng hậu thì trời ơi, vũ trường này nhện gối bữa gián gián chạy am am. Trời ơi, không có người qua lại, nói chung là ế, trời ơi ế, không còn nước để chạy ế từ bên đây nó gián sang bên kia.
rồi. Chị thiếu nợ người ta chị không trả. Có thiếu nhưng mà cái trận đánh cuối cùng chị đã trả hết rồi. Chị đi làm gái chị kiếm tiền trả hả? Trả lâu anh à. Em vui lắm anh ơi. Trong cái trường này có bà khùng hả? Dạ không. Anh ơi anh, anh đừng nói vậy. Quá thấy anh nói vậy quá cho nên hai đứa không có dằn được cái lòng ái mộ. Hai cô hiểu lầm rồi. Hả? Dạ. Tôi đến đây không phải là hát. Mà tôi đến đây là điều tra cái phòng trà này. Trời đất ơi, anh là tại sao nó có cái gì mà con tôi đi chết mê chết mệt. Nó hát cái bài hát đầy hoài, nó hát riết tôi thuộc luôn. Mẹ mới tưởng mấy cô tưởng là tôi hát đó hả? Ủa chứ phải ai hát hả? Thằng nào hát anh? Tôi hát nhép đó. Con của nhà nó hát tôi thâu băng, tôi đem máy vô đây tôi hát nhép. Không anh ơi, nó hay dữ lắm anh ơi. Em ái mộ thật sự đó. Tôi nói hai cô nói hoài vậy? Dạ nói qua nói lại vậy đó. Bây giờ tôi nói tên đây không phải là tôi hát. Chứ để làm gì? Mà tôi tìm trà. Trân trọng giới thiệu với anh. Gì? Đây là trà giảm cân. Dạ. Em là trà mốc câu. Hai trà này ngon lắm. Dạ. Mà để dành ướp xác đi. Tôi kiếm là hương trà, hiểu chưa? Đúng rồi, trà đó là trà hoa uống. Nhưng mà anh ơi, tiếc quá, cô ấy đã đi rồi. Đi đâu? Đi đâu có thể, hai cô có thể chỉ cho tôi biết không? Đi không, đâu? Nó đi xa lắm, nó đi xa dữ lắm. Đi đi. Nhạc này không phải nhạc bolero. Không thể ca tầm 7 không à? Nếu em hát bolero là trùng với anh rồi. Anh ơi nói nghe nè, anh cái bông của em đó. Ai bỏ khăn vô túi tôi vậy? Tôi. Trời cái màu này mà để màu này vô lãng nhắc rồi đi kìa. Đẹp lắm anh ơi, nó đẹp huyền ảo lắm. Trời ơi, em nói anh nghe. Em biết rồi, nói giỡn chơi với ông anh vậy thôi. Chứ em biết ông anh là ai rồi. Là ông anh có phải là cha của cậu Hoàng không? Được. Không biết hay vậy. Tại vì thường cây đắng thì xanh trái ngọt. Ý của nó tôi xấu hả? Không, cây đắng là tôi là xấu không, hả? Không, ý tôi nói gì nè, là cây đắng là đắng ở đây cái chỗ mình là cha là mẹ con mình nó yêu đâu thì mình phải chiều theo đi chứ mình ngăn cấm làm gì lỡ mai mốt và xảy ra chết mình này kia hối hận mấy hồi. Tôi là cha chứ phải là mẹ. Nếu hai cô muốn là mẹ, cô là mẹ đi. Không, tôi không có nói gì mà ý tôi đang nói ông á, ông cổ hủ, ông hủ lậu lắm. Sao? Người ta đang yêu nhau mà, đúng không? Sao ông đi cấm cản chứ tới đem kiếm hoàng như lại nó nói để ông quậy cho banh chành chứ gì. Nhưng mà rất tiếc là ông đã gặp hai đứa tôi. Bây giờ tôi muốn tìm cô Hương Trà. Tôi không chỉ ông làm gì tôi. Tôi nói cho ông nghe, ở đời cái luật giang hồ, cái đạo nghĩa huynh đệ nó dễ sợ lắm. Không phải nói là nói, đúng không cưng? Đúng rồi. Nói là như thế này, tại vì sao ba chị em tôi đã cắt máu ăn thề, cho nên ba chị em tôi thấm thiết không bao giờ tôi bán đứng cho em tôi được. Ngoại trừ có một cái vấn đề gì đó mà làm cho lương tâm tôi có cắn rất là lời, vì cái răng nó cắn rất là tôi có thể nói. Bây giờ có bài vấn đề gì tôi nói đi. Vấn đề gì em? Vấn đề gì em? Chỉ cho tôi đi. Trời ơi, điều đó mà ông cũng không biết mà. Tôi nghĩ là ông phải thông minh, phải thừa sức cho. Ý của nó tôi ngu quá hả? Không, tôi không hề nói, ông cứ suy diễn hoài hả? Hai cô muốn gì? Cô muốn gì đâu rồi thì anh mang đồ ra kìa chị. Tôi nói thật với anh, những cái đồ, cái bài chứ rồi. Nó... Cô Hương Trà đang ở đâu? Dạ, ở Vĩnh Long Măng Thất đó. Đúng anh. Rồi đó anh. Vĩnh dạ. Long Măng Thất. Nào em sẽ chỉ cho anh yên tâm. Trời. Quý vị có thấy giống như những ngày xưa cứ vào cuối tuần chúng ta lại đi coi hát, mà cứ giữa vở tuồng ngay cái lúc mà cái hồi gay cấn nhất, cây người ta thông báo là đến giờ nghỉ giải lao. Đây cũng là cái lúc mà để chúng ta quay trở về với ban giám khảo và cùng tâm tình tâm sự qua vở nhạc kịch đêm hôm nay. Khi chắc với Miêu nói là hồi nhỏ mình hay đi xem kịch, hoặc là Thanh Hà, bản thân Thanh Hà thì được bố mẹ dẫn đi, nhưng mà thực sự mà nói lúc đó Thanh Hà còn quá nhỏ. Thanh Hà chỉ thích mỗi một cái phần mà mỗi lần có một người hài ra diễn thì là Thanh Hà thức dậy để xem phần đó là chính. Và hầu như mỗi một lần đi nghe, đi xem hát về, không mất dép thì mất quạt, mà hầu như là mất dép. Hôm nay ở đây Hà ngồi để xem cái vở kịch này, tự nhiên làm cho Thanh Hà nhớ đến một cuốn tiểu thuyết rất là nổi tiếng tên là Trà Hoa Nữ. Nhất là trong cái câu mà hồi nãy là anh Tấn Hoàng hát đó, người nói đi làm nghề sướng ca tôi mang tội gì,
có phải chăng cái tội này là tội làm cho nhân thế say mê hay không? Chỉ có cái câu đó thôi là làm Thanh Hà chỉ muốn ngây ngất, muốn ngồi đây và muốn tiếp tục để xem cái vở kịch này kết thúc nó như thế nào. Chắc là cho em bổ sung chị, vì đây là một cuộc trao đổi, những cái lát cắt và những cái mối nối á, có nghĩa là diễn viên mình giỏi đã đành, nhưng cái xử lý mảng miếng và cái dàn dựng trên sân khấu, chỉ cần một câu nhạc, lớp chuyện nó được thay đổi giữa mơ và thực trong cuộc đời, thì cái bàn tay dàn dựng đó là phù thủy. Và khán giả chỉ cần một shot hình của truyền hình thôi, cắt một cái cảnh 2 giây chuyển qua đã là một câu chuyện của thật, cắt một cái cảnh 2 giây chuyển qua đã là một giấc mơ. Tôi để ý móc cái sợi móc nó lên cho Minh Luân. Minh Luân rất là vững tâm lý. Khi móc vào và bắt đầu kéo lên, câu ca bắt đầu. Và khi câu ca trên đó vừa dứt, trong cái đoạn nhạc rất ngắn đó, để Hà Minh Luân xuống tiếp đất, cái đoạn di chuyển đó tôi nghĩ rằng là đã phải cả một cái hậu đài và cả một cái sự dàn dựng công phu và chi tiết và tỉ mỉ. Tính toán rất là tỉ mỉ, để tính toán từng ly từng chạm đất xong là tiếng hát vang lên liền. Và đúng là giữa cái sự dàn dựng và người nghệ sĩ biểu diễn đã trong ăn sam vào nhau. Trong tích tắc. Trong tích tắc đó thì cái người dàn dựng đó phải cực kỳ yêu sân khấu, phải cực kỳ đam mê và giỏi cái nghề này kinh khủng, mới trao cho những cái lớp diễn tuyệt vời như vậy ra sân khấu cho nghệ sĩ chúng ta. Cho nên thêm một lần nữa cảm ơn ý tưởng về tình đời trong đêm ngày hôm nay, và cảm ơn chương trình đã mời được một nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc để dàn dựng cho tiết mục này tuyệt vời. Khi họ mi nhìn thấy cái chương trình mà hôm nay là gọi là ca kịch, họ mi rất là khâm phục, thật sự khâm phục. Tự vì không có nói vấn đề ca dở hay ca hay chưa nói tới, mà nói tới cái chương trình mở màn ra, thì họ mi thấy rằng các bạn rất là có tài, vừa diễn vừa ca không phải là dễ, mà còn vừa bay vừa hát nữa cũng không phải là dễ. Tức là ban tổ chức là đòi hỏi những cái người diễn viên mà thi hát hôm nay là đòi hỏi rất là nhiều. Thật sự là họ mới thấy thương lắm. Em nghĩ thấy nó như hiện bây giờ chương trình này nó như nó vĩ đại tới mức độ là nó như một cái Broadway của người Mỹ, người Pháp hoặc là người Nga. Broadway là người ta vừa hát đạo ca kịch, đó là ca người kịch ta làm đó. Đủ hết. Thế là, nhưng mà em nghĩ rằng là đây không phải là cái sự khắc nghiệt của nhà sản xuất hay của ban tổ chức đâu. Tụi em không đòi hỏi nghệ sĩ điều đó. Bolero đòi hỏi họ điều đúng đó. Tôi muốn nói ý đó. Bolero đòi hỏi điều đó. Và những nghệ sĩ đa năng và nghệ sĩ tính đầy đặn và biểu lộ cái nghệ sĩ tính nó đa ra một cách hợp lý với tất cả những trải nghiệm vốn sống và những cái thương quý dòng nhạc này thì mới thành công với Bolero. Nhưng mà nếu những người đó hiểu được và họ phải có ba chữ thì họ mới có thể thành công. Đó là tài, tâm và tuệ. Em xin phép với lại chị Phương Dung một chữ T cuối cùng. Tình. Tình. Phải là cái tình lớn lắm. Không chỉ là trong cái cuộc thi Bolero này, ngay cả trong câu chuyện đó, phải cái tình lớn lắm thì đôi trẻ đầu xanh mới bỏ hết hư danh của thành thị để tìm về với nhau dưới một mái lều tranh hai trái tim vàng. Và cũng phải với cái tình khắc nghiệt lắm để người cha đi tìm con giữa đêm phố thị như thế. Cái tình nào sẽ giải quyết vấn đề? Cái tình nào sẽ đưa họ trở về với nguồn cơn hạnh phúc? Xin quý vị quay trở lại với vở nhạc kịch Tình Đời. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vách thưa đèn dầu thắp, dấu lùa vào từng đêm. Tôi em cũng như hoa mới nở, và người thầm mong được đưa đón chân em. Xóm
anh còn trắng tay hoài. Sách đèn nở chưa dứt nên lần đầm chân chim. Đôi ta chưa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách trở mình em ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi thăm đi ngoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, ta từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng. Đường xưa bóng bay giờ buồn tanh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Tiếc cái gì? Đi hỏi người ta đi. Đâu đi qua tìm người ta đi. Đâu có đâu, hiểu lầm anh rồi. Nghe nè, nghe nè. Hồi nãy em có nghe cái câu mà giáng xưa nay đã đóng thuyền rồi không? Đó, cái người đóng thuyền là anh nha, chứ không phải là người nào khác đâu, cho em biết. Ủa, anh có nghe câu cuối không vậy? Ôi sao? Thôi đành hẹn trong mơ á, có nghĩa là trong mơ mới được, đúng không? Thôi câu đó khó quá, bỏ qua đi. Hay quá ha. Mà công nhận nha. Trời ơi, nãy em hát hay quá trời lửa. Đâu có, em thấy anh hát hay. Em hát hay. Anh hát hay. Em hát hay. Anh hát hay mà. Thôi hai đứa hát hay. Anh nó lúc nào cũng vậy hết à. À, hả? Nghe em hỏi nè. Sao? Tự nhiên tự không cái đi hát cái bài đó. Bộ muốn chuyện tình của tụi mình giống như là chuyện tình yêu một mình lắm hả? Đâu có đâu. Tại vì anh nghe người ta hát bài này hay quá trời luôn, anh bắt chước hát theo thôi chứ đâu có ý gì đâu. Mà em cũng hát theo anh chứ bộ. Tại vì anh hát làm cho em bị liệu. Ôi ôi, liệu. Liệu gì đâu mà hả, đúng tông đúng nhịp dễ sợ luôn. Liệu. Ê! Hả? Chết rồi. Ủa, ai chết? Chết. Anh ngồi xuống đây. Nhanh lên. Gì vậy? Cái gì vậy? Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi im như vậy nha không? À. Chết rồi. Trời đất ơi, em quên. Cái gì vậy em? Tiêu. Cái gì vậy? Chờ em tí xíu. Làm anh lo quá à. Em ơi, còn ngồi đó nữa, cởi ra. Gì, chỗ đông người tự nhiên kêu cởi. Cởi đôi dép ra. Nhanh lên, mang đôi dài vô. Rồi rồi. Khổ ghê vậy đó, đứng lên. Hả? Đứng lên. Thôi. Giang tay ra. Hả? Mặc cái áo vô nè. Hả? Nhanh lên. Rồi. Nhét vô, nhét vô. Nhét vô, ừ. Rồi. Rồi chưa? Rồi xong rồi. Cầm. Rồi. Đi liền đi. À. Ồ, mà đi đâu? Thì hôm nay là ngày anh lên Sài Gòn nhập học. Trời ơi, vậy mà làm anh hết hồn à. Trời, hết hồn gì, nhanh lên để trễ xe. Thôi, mệt ghê á. Sao vậy? Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi. Anh bây giờ là bỏ hết tất cả mọi thứ ở trên Sài Gòn, về đây chung sống với em, xây dựng một túp liệu tranh hai quả tim vàng. Nè. Nhìn em nè, nghiêm túc nói chuyện đó nha. Anh á, đàn ông con trai là phải có sự nghiệp đàng hoàng. Còn nếu mà anh không có sự nghiệp á, thì mất vợ ráng chịu. Ở nhà đi. Biết người ta thương rồi, cái lo cái chuyện đó ra để gây áp lực. Thôi được rồi, nghe lời vợ, ráng cố gắng học hành, rồi mai mốt kiếm thật là nhiều tiền về lo cho hai mẹ con ha. Với Hương Duyên nè, cái vợ con gì đây? Bà con nghe tao cười chết, chưa cưới hỏi gì hết á. Thì trước sau gì cũng cưới. Thôi thôi anh đi đi, đi đi, để trễ bây giờ, nhanh lên, nhanh lên. Đi. Đi đi. Thôi nhưng mà nó nghe nè. Đi mấy ngày nhớ lắm á. Cho hung cái đi. Thôi, chưa có thi đổ thì chưa có động phòng đâu. Thôi, đâu có động phòng đâu, xin hôn cái thôi. Thôi, ở đây bà con đông lắm, ta nhìn vô người ta cười.
chết á. Thôi bà con ta nhìn vô cười chết á. Mà đưa cái mặt như vậy biển sao chịu nổi. Nhanh lên. Trời đất ơi, anh bị sao vậy? Có sao không? Có sao không? Sướng quá, sướng quá, béo luôn, béo luôn, béo luôn. Trời ơi, à giỡn hoài. Thôi đi nhanh lên đi, trễ giờ bây giờ. Cho không gái nữa. Thôi, nhanh lên. Rồi, biết rồi, từ từ. Lên tới nơi, đánh dây thép về cho em nha. Biết rồi. Dạ chào ông. Chào cô. Dạ. Ông tìm ai? Cho tôi hỏi cái người mới bước ra đây có phải là thằng Hoàng không? Dạ đúng rồi. À ông tìm anh Hoàng hả? Ảnh mới vừa đi á. Có phải cô là Hương Trà, một ca sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn không? Bởi cái sắc đẹp và giọng hát cô đã làm biết bao nhiêu công tử nhà giàu phải bỏ tiền ra để mua cái giọng hát và cái sắc đẹp của cô. À xin lỗi, tôi đã bỏ nghề hát sướng một năm nay rồi. Hiện bây giờ thì tôi đã có chồng, và người đeo đuổi duy nhất bây giờ là chồng của tôi. Có chồng? Chồng chồng vợ vợ, ai cưới ai gả mà chồng chồng vợ vợ hả? Ông này lạ chưa? Ông là ai mà ông tới đây rồi ông xen vô chuyện riêng của gia đình tôi chứ? Nếu thật sự ông vẫn giữ thái độ đó để nói chuyện với tôi thì tôi xin mời ông ra khỏi nhà tôi. Cô đuổi chứ mời cái gì. Được rồi, tôi đi. Nhưng mà trước khi tôi đi, tôi nói cho cô biết, tôi chính là cha của cái thằng mà vừa bước ra. Dạ, dạ, dạ thưa ba. Ai ba? Dạ thưa ba ai? Dạ, dạ, dạ bác. Dạ, con mời bác ngồi. Để con vô con lấy nước. Khỏi, khỏi. Tôi ngồi cái ghế này sợ rách đồ của tôi. Tôi nói nhanh gọn rồi tôi đi. Tôi hỏi cô Hung nó kiểu gì nó bị tai biến luôn vậy? Tôi thấy cô Hung có cái làm vậy là sao? Tình yêu cái kiểu gì kỳ vậy? Dạ. Tôi nói cho cô biết cái thằng Hoàng là thằng đứa con bất hiếu. Nó dám cãi mẹ cãi cha theo cái phường xứ ca vô lỗi. Bác, con xin bác chớ quá nặng lời đối với con. Tôi nói vậy là nhẹ đó cô. Dạ, thật ra thì ban đầu con không có ý định về với anh Hoàng đâu. Bởi vì con biết nghề hát sướng của con xã hội đang định kiến nhiều lắm. Nhưng anh Hoàng có hứa với con. Anh hứa với con là... Nó hứa với cô là bỏ cha bỏ mẹ để theo cô đúng không? Để cùng cô xây dựng cái trang trại hạnh phúc, một ngôi nhà tranh hai quả tim vàng. Coi nhà tranh kìa, y như chuồng bò. Tôi là cha của nó, tôi rành về nó lắm. Thằng Hoàng nó không y như cô nghĩ đâu. Dạ. Nó đã từng bỏ tiền ra, nó chiếm đoạt nhiều cô gái khác đẹp hơn cô nữa kìa. Anh Hoàng không phải là người như vậy đâu bác. Cô yên tâm, con giống cha mà. Bây giờ tôi cho cô thấy cái bộ mặt thật của thằng Hoàng. Nó là người như thế này nè. Hết em đi đường em, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa, cho tim thêm ngần ngơ. Phải không em?
Thôi là hết anh đi đường anh. Từ nay sầu dẫm nát tim côi. Vì sao trời đánh bắt duyên anh, lỡ làng cùng người anh thương, lỡ làng cùng người anh yêu. Từ đây anh xin người yêu, đừng oán trách hay giận hờn gì anh. Nếu trước chúng ta đừng quên, thì thương nhớ không về trong đêm nay. Nghe nói nè. Nhiều đêm chân vối bên người không quên biết, trong tim em có thấy như cô đơn. Tại anh không nói hay tại em không biết, mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Thôi là hết chia ly từ đây. Người phương trời kẻ sống bơ vơ, nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư. Nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Đó, con người thật của thằng Hoàng là như vậy đó. Cô thấy chưa? Cô xin bác đừng nói nữa. Thưa bác, con hứa với bác, con sẽ trả anh Hoàng về với gia đình, về với lễ giáo gia phong của bác. Nhưng bác nói thật cho con biết đi, anh Hoàng không phải là người như vậy đúng không bác? Đó chỉ là lý do mà bác buộc con phải rời xa anh Hoàng đúng không bác? Thật ra là như vậy. Gia đình tôi, dòng họ của tôi không chấp nhận có một nàng dâu là cái phường xuyến ca vô lõi. Chỉ có vậy thôi ha. Dạ. Tôi cũng thông minh mà. Con hiểu. Tôi nói vậy là cô quá hiểu rồi ha. Cô hãy rời xa nó đi, hãy trả nó về với cha với mẹ nó. Dạ. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ cho cô một số tiền lớn. Dạ thưa bác, con không cần đâu. Như vậy thì đỡ không? Chào cô. Con hứa với bác, con sẽ không bao giờ giữ anh Hoàng ở bên cạnh con. Và từ đây cho đến cuối đời, anh cũng sẽ không biết vì sao con rời xa anh. Bác yên tâm. Cô nói tôi xúc động quá. Nếu vậy thì tôi cảm ơn cô nhiều lắm nha. Bác về đi. Cái sự nghiệp của thằng Hoàng á, được hay không là trông cậy vào cô. Chào cô. Ủa sao không có đi học, đi về làm gì vậy? Trời ơi, xui dễ sợ luôn em. Ra tới bến xe trễ có 5 phút thôi, xe chạy mất tiêu luôn. Mà thôi kệ, xui mà xem ra cũng hên, được ở lại với vợ thêm đêm nữa. Không có phải là đổ thừa lý do rồi anh không đi học nha. Em không có chấp nhận đâu. Không phải đâu, anh nói thiệt mà. Tại vì ra trễ xe. Nhưng mà dù có thiệt hay không thì không quan trọng đối với tôi nữa. Điều quan trọng đối với tôi là từ nay trở đi, tôi và anh không bao giờ ở chung với nhau nữa. Thôi mà em, anh hứa là ngày mai á anh sẽ bắt chiếc xe sớm nhất nha. Thôi đừng giận anh nữa, thương nhiều ha. Buông ra. Tôi nói thật đó. Trà, tôi không có đùa đâu. Em làm sao vậy? Em bị
bị bệnh hả? Hả? Tôi không có bệnh gì hết. Thôi được rồi, anh muốn biết vì sao tôi trở nên như vậy đúng không? Tôi nói rõ cho anh hiểu. Thật ra tôi bỏ tất cả về đây với anh, bởi vì anh đã từng hứa với tôi là anh sẽ cho tôi một cuộc sống đầy đủ và sung túc hơn, cao sang hơn ở những nơi đó. Nhưng như vậy thì sao? Về đây thì sao? Anh nhìn tất cả xung quanh ở đây đi, nhìn tất cả đi, mọi thứ ở đây có gì không? Không có gì hết. Anh nhìn lại anh đi, anh cũng có gì đâu mà anh nói lo lắng cho tôi chứ. Nên bây giờ tôi nghĩ là tôi cần phải tìm cho mình một người đàn ông khác giàu có hơn, lo lắng cho tôi nhiều hơn. Tôi muốn sống đầy đủ hơn. Đà, đó là quyết định của tôi. Mình chia tay đi. Trà, Trà ơi, em có thể nói cho anh biết nguyên nhân tại sao được không? Tại sao em thay đổi nhẹ như vậy? Hả? Trà, anh xin em đó, anh nói cho anh biết đi. Trà, Trà. Mình không duyên nợ, đừng chờ anh ơi. Chẳng phải tại ta không trách ở trời. Đời mình sinh trong giả dạo, tại vì ta không lỗi đạo nên mình đành phải xa nhau. Tình không giang dở là tình trong mơ. Khi chúng mình yêu đâu biết chữ ngờ. Một trời mây đang tìm tìm cuộc tình hai ta sắp đến, chỉ còn hình bóng trong tim. Hãy khóc đi em, khóc cho nỗi lỡ non mòn, cho lòng con vương vấn thêm. Hãy khóc đi anh, thế nhân trở về cát bụi, chỉ còn em với anh thôi. Làm sao trong lại định mệnh đôi ta, yêu chẳng gần nhau, duyên mới nhạt nhòa. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội. Chỉ vì nghịch cạnh anh ơi. Trà, những lời em vừa nói với anh là sự thật chứ? Tôi nói đến như vậy mà anh không hiểu hay sao? Đó tất cả là sự thật. Anh nhìn lại bản thân anh đi, mài cái ngoại đẹp trai ra thì anh còn cái gì chứ? Công danh cũng không, sự nghiệp cũng không, tiền bạc cũng không. Ngay cả tiền anh còn ngửa tay xin cha mẹ anh mà, anh lấy cái gì mà anh lo cho em? Anh cũng chỉ là một thằng ăn bám mà thôi. Đánh đi, đánh đi. Thái độ đó cũng đủ nói chia tay rồi. Thì ra là như vậy. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã cho tôi biết cái sự thật này. Bây giờ thì tôi mới hiểu, sướng ca vô loại cũng chỉ có thế thôi. Cô đứng yên đó,
Tôi chưa nói hết mà. Xem ra từ trước tới giờ tôi chỉ là một thằng ngu thôi. Tôi cứ tin tưởng vào một tình yêu, tôi bỏ hết tất cả, tôi bỏ hết công danh sự nghiệp, cãi cha cãi mẹ để gì cái gì, vì một tình yêu thôi. Nhưng xem ra cái đó chẳng có giá gì với cô cả. Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi nè. Nhớ mãi cái ngày hôm nay, tôi sẽ hận cô suốt đời. Tôi sẽ hận cô suốt đời. Ba bao nhiêu lần rồi, con chỉ thương một mình Trà, và nếu có cưới con chỉ cưới một mình Trà làm vợ thôi ba. Nhưng mà nó đã phản bội con, nó phụ bạc con rồi, tại sao con đeo nó hoài vậy hả Quang? Đúng, ba nói đúng. Đúng là bây giờ Trà đã phụ bạc con rồi. Ừ, bỏ nó đi, quên nó đi. Mà Trà phụ bạc con là đúng ý ba rồi phải không ba? Chị đồng ý là đúng ý ba gì mày? Mày không ha? Ba ơi, tại sao lúc nào ba cũng chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của ba? Ba lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến lễ giáo gia phong. Con hỏi ba, lễ giáo gia phong có mang lại hạnh phúc cho con người ta không hả ba? Có khi nào ba nghĩ cho con rằng con thương ai, con yêu ai và con muốn lấy ai làm vợ hay không? Thôi được rồi, cả cuộc đời con là do ba sắp đặt mà. Ba muốn cưới chứ gì, ba cưới cho ba đi. Mày con... điên hả? Tự bắt tao cưới. Con nói cho ba biết, con không có Trà cuộc đời con chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không có Trà con cũng chết cho ba coi. Quang, thôi bây giờ vậy, đến nước này rồi ba sẽ nói con biết sự thật. Trà xa con là do ở nơi ba đó. Tại vì ba con muốn gia đình mình, dòng tộc mình có một đứa con dâu là theo cái phường sướng ca vô loại. Con phải hiểu cho ba. Ba ơi, ba ơi, ba vừa nói cái gì vậy ba? Hoàng, khi nào con làm cha kìa, con mới hiểu được cái nỗi lòng của cha của mẹ. Chính ba đã tìm nơi tụi con ở. Ba buộc Trà phải xa con mãi mãi. Tất cả những gì cần nói ba đã nói hết với con. Phải nhớ chữ hiếu con ạ. Phải nhớ là chữ hiếu. Ha. Quyết định. Ba! Ba giết con rồi ba ơi! Trời ơi, Trà ơi! Chị mà bây giờ không lại! Trà ơi! Trà ơi! Trà ơi! Trà ơi! Trà ơi! Trà ơi! Em ở đâu Trà ơi? Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tanh, gót mòn tìm giữ hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu. Tiễn buồn chợt đâu đây vong đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào buồn
đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặt môi. Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau có nhân u sầu. Trả ơi, anh có tội với em. Về đi em, về với anh. Anh hứa anh sẽ bên cạnh em cả cuộc đời này. Anh sẽ chăm sóc em cả cuộc đời này, không bao giờ anh rời xa đâu em. Trả ơi, trả ơi, trả ơi, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh, trả ơi. Trong đớn đau âm thầm của Trà, Hoàng đã tưởng như có thể quên cô vĩnh viễn. Nhưng như người ta nói, nếu trong một kiếp đời không thể gọi nhau là mình ơi, thì những tình nhân vẫn nguyện muôn kiếp được gọi nhau là cố nhân cho đến mãi về sau, để Trà mãi mãi thuộc về Hoàng, người ca nữ sở hữu tình yêu của một bà hoàng và lòng hy sinh lớn hơn như thế nữa. Lòng hy sinh đó đã mang trả về cho Hoàng cuộc đời và tình thương của người cha, tình thương cay nghiệt đã vô tình giết chết đời Trà. Và câu chuyện có thể khép lại trong nước mắt, nhưng vĩnh viễn khi những tình nhân được chết trong nhau khi mới chỉ nửa đời người, đó đã là ân phước của một kiếp cầm ca. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dễ thêm giấc mơ, đành ôm mối thương từ đâu thì thôi em hãy cho anh riêng, hẹn em khi sau ta gặp nhau. Anh ôm mối thương từ đâu vì thôi em hãy cho anh xin hẹn em đi xa và gặp nhau. Và một lần nữa xin được chúc mừng phần thể hiện đêm nay qua vở nhạc kịch Tình Đời của bốn nghệ sĩ Quý Bình, Minh Luân, Tấn Hoàng và Phi Nga. Vâng, với thể thức thi vô cùng đặc biệt, với các nghệ sĩ thí sinh của chúng tôi cùng giáp đấu và cùng hỗ trợ tương tác diễn xuất trên ngay trên sân khấu của Tình Bolero 2016. Xin mời quý vị đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin cảm ơn cô Trác Thúy Miêu. Đây là lần đầu tiên Phương Dung thấy một cái sự dàn dựng rất là công phu. Trong cái phần trình diễn của tất cả bốn người thí sinh hôm nay, Phương Dung rất yêu mến, rất thán phục những người dàn dựng, những người đã bỏ tim óc của mình để làm nên một chương trình đêm nay. Phương Dung mong ước là đây là một bước đầu tiên của Tình Bolero nói chung sẽ làm nên những nhạc kịch như thế này tuyệt tác hơn. Xin cảm ơn được giám khảo Phương Dung. Chắc chắn rằng Tình Đời ở đây chỉ là một bước đầu tiên, không phải là tiên phong trong lĩnh vực này, vì chắc chắn rằng là trước chúng tôi đã có những thế hệ tiền nhân làm những tuyệt phẩm xuất sắc hơn rất nhiều, đã phục vụ cho quý vị khán giả nhiều thế hệ. Nhưng chắc chắn
rằng Tình Đời sẽ là một bước khai pháo để đưa trở lại loại hình nhạc kịch vốn đã là truyền thống từ cái nôi cải lương của người miền Nam Việt Nam, và chắc chắn rằng đây sẽ là một phong trào để tiếp tục chiều chuộng và phụng sự cho nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của quý khán thính giả. Và xin cảm ơn ý kiến của nữ giám khảo Phương Dung. Xin mời chị Thanh Hà. Thanh Hà xin góp lời. Đêm hôm nay ngồi đây là em đã mê mẩn rồi, mê từng nhân vật, từng cái diễn xuất. Chẳng hạn như khi mà nhìn thấy anh Tấn Hoàng bước ra, anh nhập vai Tỉnh Bơ. Khi anh nói, anh điểu, anh độc, anh ác, anh rất là tỉnh. Và ba bạn này thì khỏi nói được, từ Minh Luân rất là quê quê chân chất, rồi tới Phi Nga Tỉnh Bơ, mặc dù mặc áo bà ba nhá, nhưng mà Thanh Hà vẫn thấy có cái một cái gì nó rất là đời, và đúng là cái chất của một cái người từng trải. Còn đến Quý Bình thì chị nói thật, có thể là Thanh Hà may mắn hơn quý vị. Thanh Hà ngồi gần sân khấu hơn, chị cảm nhận và chị thấy được từng cái nhịp đập trong trái tim của em. Tại sao? Bởi vì ngồi gần cho nên chị thấy từng cái lớp áo của em nó mỏng, nó rung. Và em đã khóc. Và chị nói thật với em, chị đã khóc theo em. Có phải là tại vì, có phải tại vì mình cũng là một cô ca sĩ cho nên mình có cái cảm nhận đó sâu sắc hay sao? Nhưng mà nói thật, tổng thể trên cả cái tuyệt vời đó, các bạn làm quá xuất sắc. Vừa hát, vừa diễn, vừa nói, vừa khóc, vừa chạy đu dây, tất cả là cái gì cũng làm hết. Quá hay. Cái phần nhạc kịch này đó, ở bên Pháp hay là bên châu Âu nó có gọi là cái operette, tức là nhạc kịch nhỏ nhỏ. Thì đây là cái chương trình đầu tiên mà mình dàn dựng theo một cái kiểu bolero hát, mà trong tính cách operette thì nó rất là đặc biệt. Và Họa Mi cảm thấy rằng tất cả các bạn, người nào cũng trình diễn rất là hay. Nhưng mà khi qua cái hát thì dĩ nhiên là cái cảm xúc nó cũng làm cho mình cái phần trình diễn, phần ca từ cũng như là phần giọng của nó thì nó cũng chưa có được hoàn hảo lắm. Các bạn cũng hát phô, cái lời cũng không có được đúng. Nhưng mà cái đó thì hôm nay Họa Mi thấy rằng là cũng nên du di cho các bạn, vì các bạn rất nhiều áp lực trong cái chương trình này. Vâng, cảm ơn nữ giám khảo Họa Mi. Rất là thú vị khi mà chị đề cập đến thể loại operette của người phương Tây. Đây không phải là lần đầu mà tân nhạc Việt Nam giao thoa với nghệ thuật thế giới. Và chúng ta trong những năm gần đây nghe rất nhiều về toàn cầu hóa nghệ thuật và world music chẳng hạn. Nhưng chính bolero đó là world music, khi mà giai điệu bản địa đã hòa nhập được với tiết tấu của người ngoại quốc, tiết tấu Latin. Và không hề gì khi một lần nữa tân nhạc Việt Nam lại pha trộn trong một thể loại nhạc kịch của người phương Tây mà vẫn mang được cảnh trí tinh thần của người Việt. Và ngay cả trong tinh thần của Dame Camelia thì ở trong câu chuyện đã được chuyển ngữ và chuyển cả cái tình sang tình của người nghệ sĩ Việt Nam. Thì rõ ràng rằng là bolero đã là một hình thái nghệ thuật từ rất lâu, giao thoa giữa tinh thần bản địa với tất cả những di sản, tài sản nghệ thuật có ở đó trên thế giới. Và không biết là ý kiến của giám khảo Phước Lập như thế nào ạ? Thật ra thì nó đầy ấp. Và cho tới bây giờ thì tôi không biết là tôi chọn cái gì để tôi nói trước. Chỉ xin là xin được chia sẻ thôi. Chắc khi Miu nói một câu theo quy luật của một cái cuộc thi, rằng tới đêm nay tình bolero chọn lại 3 nghệ sĩ thí sinh để vào chung kết. Khó. Trời ạ. À, rất khó. Nó giống như là đoạn tuyệt một tình rất yêu khó. Vậy đó. Khó. Khán giả có đồng ý một trong 4 người này phải rời khỏi đêm nay ở đây không? Không, 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 không. Tôi chỉ nói câu đó có nghĩa rằng là các bạn ơi, không chỉ hát, không chỉ diễn, mà thông qua những gì mà tình bolero và các bạn đã thể hiện ở đây, các bạn đã trở thành một sứ mạng cho dòng nhạc bolero tân thời này rồi. Và cá nhân tôi, nếu có một quyền có ý kiến với ban tổ chức đối với chương trình Tình Bolero, vì tôi là một trong 4 vị giám khảo ở đây, tôi xin rằng là chung kết có đủ 4 người này. Yes! Yeah! Yes! Khán giả đồng ý không ạ? Yes! Vì đã là sứ mạng rồi,
chuyện thi cử, chuyện trên nhau một thứ bậc không còn quan trọng nữa với ân tình dành cho nghệ thuật. Cảm ơn rất nhiều. Bởi vì nếu thiếu một trong bốn người các bạn, cái vở tình đời này nó không có trọn vẹn như hôm nay. Không thể thiếu một trong bốn người được. Thưa quý ban giám khảo, dường như Thúy Miêu là người sống bằng xúc cảm và trực giác rất nhiều. Vào khoảnh khắc khi mà nữ giám khảo Phương Dung đã dành tặng cho các nghệ sĩ ở đây ba chữ T: tâm, tài và tuệ, thì không hiểu điều chi mách bảo khiến cho Thúy Miêu nghĩ rằng phải có bốn chữ T để làm nên một trọn khối và gọi đó là cái tình. Và cái tình của Bolero nó không có sự đào thải mà nó có sự bao dung và ôm vào lòng nó tất cả những con người, những nhân tố đã làm nên một tuyệt phẩm chung tình đời. Quý vị, và phần đặc biệt của đêm hôm nay khi mà ban giám khảo sẽ quyết định cho ba ứng viên còn lại để bước vào đêm đăng quang của tình Bolero 2016. Anh em nghệ sĩ chúng tôi đã sẵn sàng và xin mời đại diện của ban giám khảo, nhà báo MC Phước Lập. Cho phép tôi đứng lên. Bây giờ tôi xin phép chị Trác Thúy Miêu cho bốn vị giám khảo chúng tôi được lên đứng với lại bốn nghệ sĩ thí sinh được không? Ban giám khảo lại muốn có thêm một thành viên nữa là nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Thưa với lại toàn thể khán giả đang có mặt trong phim trường của truyền thông Khang, trong cái lúc mà giải lao chương trình, chúng tôi là ban giám khảo có thưa chuyện với lại ban tổ chức, cho nên là phải có hội ý trong bốn vị giám khảo với lại ban tổ chức của tình Bolero. Và đặc biệt dưới cái áp lực tình yêu thương của khán giả tại đây, với cái cầu xin của chúng tôi rằng là bốn thí sinh này xin mời thẳng vào vòng chung kết. Đấy, khán giả đồng ý, khán giả luôn luôn như thế. Thưa cô Phương Dung, thưa chị Thanh Hà, thưa chị Họa My và ban tổ chức của tình Bolero đã đồng ý mời bốn nghệ sĩ thí sinh chúng ta bước thẳng vào đêm chung kết. Bolero 2016, hãy đón chờ xem họ sẽ ở bên nhau trên cùng một đường đua với mối tình chung, mối tình dành cho Bolero. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Trong tập tiếp theo sẽ là đêm tri ân khán giả với cuộc trò chuyện thân tình cùng bốn nghệ sĩ thí sinh, nhiều câu chuyện bên lề và hậu trường được chia sẻ. Nam Kỳ Lục Tỉnh, Quý Bình và Lê Phương. Hồi đó đúng là hai đứa có tình cảm với nhau. Để em với anh Hoàng quay lại với nhau đi. Hai người nguyện đến với nhau và nhường trắng mà Nga cho ông Hoàng. Ông tình cảm vợ chồng nó thiêng liêng lắm, không phải là chuyện giường chiếu đâu. Nhưng mà...